Chào mọi người nha. Hôm nay thì ở trong em thì nắng khá là tốt. Nắng rất tốt nha. Đây mọi người thấy ha. Ở phía trước này nè. Trời rất là nắng nha. Bây giờ em sẽ quay một cái này để cho mọi người xem một cái điều rất là bất ngờ nha. Đây là cái hệ thống điện năng lượng mặt trời của em ha. Thì với một con Sure 30A và em dùng một cái tấm pin Solar Fancy 100W nha. Thì bây giờ nắng tốt thì em sẽ mở coi xem cái dòng nó xuống là bao nhiêu nha. Đây, mọi người nhìn thấy là 8.3A, hiện tại nó đang là 8.3A. Thì có lúc nó lại lên tới 9.5A. Đây mọi người thấy ha. Đây 8.7 rồi ha. Đây 8.6A rồi. Đó. Em mở lại cho mọi người xem nè. Đó 8.5A. Để mọi người thấy có một cái điều bất ngờ không? Cái tấm pin mono hiệu Solar Fancy 100W á, thì thường là mọi người sẽ thấy cái dòng ngắn mạch của nó thì nó có ghi ở trên ở phía sau tấm pin á. Mọi người thấy có khi nào mà nó lớn hơn 6A không? Đó, cái dòng ngắn mạch nha. Nhưng mà hiện tại mọi người xem nè, nó đang xuống nè, 8.8A mọi người thấy không? Rõ ràng là một cái điều rất là bất ngờ nha. Như thế thì tấm 100W Solar Fancy tấm 100W đó thì mọi người nghĩ là nó nếu mà nắng tốt là nó có xuống được đủ 100W không nha. Cái đó thì mọi người tự đánh giá nha. Nhưng mà riêng về cái dòng xuống cái dòng để mà nạp cho AQUY mình thấy nó rất là bất ngờ nha. Cái dòng rất là cao. Có khi nó lên tới 9.5 luôn đó mọi người. Đó, có khi nó lên tới 9.5 luôn, nắng giấc trưa cực đỉnh nha. Thì hiện tại bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Cho nên là nó vẫn còn như thế đó. Chứ nếu mà giấc trưa khoảng 11, 12 giờ ha, cái dòng nó có thể lên tới 9.5 ampere nha. Đó là một cái điều rất là bất ngờ mà mình cũng chưa có hiểu nó như thế nào ha. Bởi vì theo thông số kỹ thuật thì cái tấm pin Solar Fancy 100W mà cái dòng ngắn mạch của nó là mình nhớ không lầm là khoảng 5A, 6A gì đó. Nhưng mà hiện tại nó xuống tới 8 chấm mấy A. Bây giờ nắng dịu lại rồi thì nó còn 3.9A nè. Lúc nãy mọi người thấy là 8.8A luôn ha. Thì nếu mà anh em mà có chơi năng lượng mặt trời á thì mọi người comment giùm mình ha, đó là lý do như thế nào ha, mình cũng chưa hiểu lắm. Rồi đây là cái video ngắn để mình giới thiệu đến mọi người thôi. Một cái điều nó bất ngờ mà mình mới vừa thấy. Thì đó giờ mình cũng xài rất là lâu nhưng mà mình không có kiểm tra cái phần này. Và bây giờ là cái điều bất ngờ mình kiểm tra là mình thấy nó lạ như thế đó. Thì anh em nào mà gặp trường hợp như gì là cùng nhau mình chia sẻ nha. Rồi chào tạm biệt tất cả mọi người.